tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là bình an, cho nên con viết cái nốt trên anh đó là con thích ảnh. Ảnh mới trả lời lại: quên ảnh đi, quên ảnh đi. Tại vì anh nói là anh ấy chưa sẵn sàng, và anh mới chia tay bạn gái khoảng chừng 4-5 tháng trước, là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa. Rồi sao? Lần đầu tiên chạm mặt nhau nó làm sao? Con đã đếm từng ngày rồi, cho nên con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp. Có những cái mà sai luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa biện bạo là mình đúng. Em vừa nói đó, vợ em rất là thông minh, thì đó là cái thông minh. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng số 2. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Con nhìn cương quen quen vậy ta? Dạ, chắc là con có ở trên chương trình Sắc Tăng thôi ạ. Vậy hả? Rồi, xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Tôn Nữ Xuân Quyên, và năm nay con 33 tuổi. Vợ chồng con cùng kinh doanh ạ. Đến từ gia đình chùm sò, thì chùm tất cả các sản phẩm từ vỏ sò, ốc, ngọc trai. Gia đình chùm sò, quá dễ thương. Rồi, mời bạn. Xin chào chú Thuận với chào cô Vân. Con tên là Phan Phúc Thịnh, thì con là dân Đồng Nai, thì con năm nay khoảng 36 tuổi. 36 là không có được kêu bằng chú nghe chưa? Khoảng 36. Trời ơi, năm nay có 39 đó mà kêu bằng chú gì không biết nữa. Anh được rồi. Dạ, hiện tại thì Thịnh đang kinh doanh cùng với bà xã luôn. Dạ. Là kinh doanh về chùm sò luôn á hả? Dạ, cùng chùm sò. Vợ chồng chùm sò. Không biết rằng là hai bạn cơ duyên nào gặp nhau ta? Rồi tình yêu nó nảy nở như thế nào? Dạ thì lúc đó con là khoảng 18 tuổi ạ. Thì năm lúc đó con vừa mới, con đi du học năm lớp 12. Xong rồi mới trở về Việt Nam cho mùa hè, thì chuẩn bị là sang đại học, cho 4 năm đại học. Thì cùng có một cái nhóm là nhóm độc thân. Thì lại cái nhóm độc thân đó là các bạn độc thân chơi với nhau. Có Thịnh trong đó không? Dạ có. Thì có tổ chức đi Vũng Tàu. Thì lúc đó mới đi Vũng Tàu thì con ngồi trên bãi biển, thì ảnh mới tự nhiên ảnh bị chuột rút. Ảnh tắm xong ảnh bị chuột rút, xong ảnh mới lên ảnh ngồi chung. Thì từ đã tự nhiên hai bên bắt chuyện với nhau, thì thấy rất là hợp và nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Cho nên con cảm thấy rất là hợp. Thật ra cách đó thì còn khoảng 2 tuần nữa là con quay trở lại bên Mỹ rồi. Thì con mới nói là vậy thì có thể ngày mai thì anh có đi hẹn chơi với em không? Ngày hôm sau thì con rủ anh đi đánh cầu lông. Nên là tự nhiên cái cuộc hẹn đó tưởng là chỉ có một tiếng, nhưng mà thành ra nó chơi 5-6 tiếng đồng hồ. Và nói luôn. Chuyện suốt luôn, và tự nhiên cảm thấy rất là hợp luôn. Tự nhiên lúc đó con cảm thấy rất là bình an, cho nên con viết cái nốt trên anh đó là con thích ảnh. Ảnh mới trả lời lại: quên ảnh đi, quên ảnh đi. Tại vì anh nói là anh ấy chưa sẵn sàng, và anh mới chia tay bạn gái khoảng chừng 4-5 tháng trước. Thì cái con mới nhắn lại với ảnh đó là: vậy thì khi nào anh sẵn sàng thì anh báo với em. Mà cô bé này lúc đó mới có 18 tuổi thôi. Như vậy Thịnh lúc đó là đã 22 tuổi rồi đúng không? Dạ, lúc đó là 23 tuổi đúng không? Lúc đó là em đang học sinh viên đại học. Nhưng mà khi mà Thịnh nhận được một cái tin của Quyên là khi nào anh sẵn sàng, lúc đó em như thế nào, em suy nghĩ như thế nào? Lúc đó là em đổi ý, là lúc đó là em nhắn lại liền là ok thì mình sẽ tìm hiểu. Nhưng mà lúc đó là em rất vui đúng không? Rất vui, rất. Chứ nếu như em nhận được cái tin thôi vậy thôi nghe anh, hoặc là im re luôn là chắc chắn rằng là thôi là cô ấy bay đi luôn rồi đó, thì là buồn đó. Nhưng mà thật ra đó cũng là lần đầu tiên mà con dám nói, chứ hồi trước đó là thích ai thì con phải chờ một năm sau để mình coi mình còn thích người ta hay không thì mới dám nói. Rồi như vậy là chấp nhận tìm hiểu xa. Lúc đó là yêu xa mấy năm cưng? Là khoảng 4 năm. Wow, yêu xa 4 năm luôn. Như vậy chắc khó khăn lắm đúng không? Dạ, rất là khó. Nhưng mà xinh đẹp như cưng như vậy á, ở bên kia học thì chắc chắn là phải có nhiều người theo đuổi rồi đúng không? Thật ra cái thời gian đó nó cũng rất là buồn. Tại vì lúc đó thì con không có về mỗi năm, mà là cứ 2 năm con mới về một lần. Cho nên con nói ảnh đó là anh chờ thì 2 năm nữa mình gặp. Rồi thì cứ con đếm từng ngày luôn á, con đếm từng ngày cho tới ngày về luôn. Thì nhưng mà có một cái sự kiện đến, đó là anh ấy sẽ đi có một cái chương trình, anh ấy sẽ đi giúp đỡ cho những người khác trong vòng 2 năm, và anh sẽ để dành tiền và anh sẽ đi giúp đỡ cho người khác trong vòng 2 năm đó, và sẽ không có nên bận tâm với những chuyện yêu đương hay là vân vân.
thì đó là điều tốt và ảnh muốn làm khi mà ảnh chưa có kết hôn. Chính vì vậy mà con cũng ủng hộ cái việc đó. Nhưng mà ảnh được gọi đi một tuần trước khi con về. Mà trong khi mình đã định đó là sẽ gặp một tuần, hai tuần rồi con lại đi lại thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Thì nó đã rất là buồn. Cho nên tại thời điểm đó thì con vừa đi làm mà con vừa khóc luôn, khóc rất là nhiều. Tại vì cái ngày hôm trong đó đếm từng ngày, ngày đó. Dạ. Mà về thì lại Việt Nam lại ảnh đi. Lúc đó bị sốc mà con hiểu cái người tâm thần là như thế nào. Con không tập trung như được làm gì hết á. Dạ khoảng lúc đó thì về chơi được khoảng 3 tháng ạ. Trời ơi, 2 năm thì chơi được 3 tháng trời không biết về để làm gì luôn á hả. Về, về thì gặp gia đình cũng vui nhưng mà nó hơi bị sốc. Nó chống chính á, tại vì là mình đã lỡ mình đếm từng ngày từng giờ để mình được về. Tại vì mỗi tuần thì em vẫn trao đổi thư với bà xã của em. Đó. Nằm lâu lắm. Nên đó là xong là thôi quyết định thôi mình tập trung vào cái công việc. Rồi sau đó cũng khuyến khích bà xã thì cứ tiếp tục hoàn thành cái việc học. Còn bên đó thì có anh nào thì cứ hẹn hò bình thường. Đó, quen thì cứ quen bình thường. Có nếu mà có gặp ai muốn chọn thì em cứ chọn, không sao hết. Nhưng mà hỏi hai đứa này, trong thời gian đó là hai đứa có say nắng với đối tượng nào khác không? Anh chắc tập trung hơn con. Tại vì quen thì không có. Con có say nắng, con có thích. À, tại vì đôi khi nó cô đơn quá. Đúng rồi. Thật sự là cũng gặp 3-4 người rất là tuyệt vời. Có người thì là thạc sĩ ở bên đó rồi mình cũng không thấy điểm xấu. Rồi có người thì hai người Việt, ba người Việt. Thì anh ấy ngày nào anh cũng đi bộ chung với mình về. Tại vì ở bên Mỹ thì cái thư viện đóng lúc 12 giờ đêm á. Cho nên ảnh sẽ luôn luôn đi bộ về tới nhà với mình để mà đảm bảo mình về an toàn. Thì trong vòng 6 tháng trời ảnh cứ đi chung với mình mà không có nhận được câu trả lời. Và mình cũng rất là rung động. Nhưng mà mình cứ ở trong cái thế là mình rất là yêu ảnh. Nhưng mà cái người này lại ở bên cạnh của mình. Và suốt hai mấy năm trời thì con nói thôi hay là tạm dừng một chút xíu để em suy nghĩ. Nhưng mà tại cái thời khắc đó, xong cái ảnh đồng ý luôn. Và ảnh rất là tôn trọng. Ảnh không liên hệ trong vòng 3 ngày kế tiếp. Và dẫn tới đó là tại cái đêm đó thì mọi cái kỷ niệm nó lại về hết. Dẫn tới là mình hơi say nắng người kia và mình đang hơi mệt với lại cái tình cảm này. Nhưng mà tự nhiên tại cái đêm đó thì mình lại nó lại lên lại. Và nó lại mình lại thấy rất là rõ ràng. Và từ đó trở đi thì con dứt khoát được. Sau 3 đêm mà con khóc ròng luôn ạ. Thì tại vì nhớ lại cái mọi kỷ niệm thì con mới cố gắng liên hệ lại. 3 ngày anh cũng phải cố gắng để anh vượt qua. Sau đó 3 ngày thì ngồi nói chuyện lại. Thì lúc đó đã rất là xác định rồi ạ. Là chấp nhận là yêu xa để mà hai người là của nhau đúng không? Dạ, là xác định là con sẽ ráng chờ thêm 2 năm nữa. Rồi sao? Lần đầu tiên chạm mặt nhau nó làm sao? Con đã đếm từng ngày rồi, cho nên con thật sự rất là mong chờ cái ngày được gặp. Ảnh thì như những gì mà mình nghĩ thôi, thì con gặp rất là rung, nhưng mà thấy ảnh thì rất là vui rồi ạ. Còn ảnh cũng bình thường, em cũng gặp bình thường, rồi cũng nói chuyện bình thường thôi. Không, mà dĩ nhiên là không có ở nhau rồi, không có gì đó. Không, em không bảo chứng gì nữa. Không làm phim nữa, không làm cái gì thật này nữa. Chạy chạy, trời ơi, mặt cho phụ huynh như thế luôn. Sau đó thì tụi em tiếp tục hẹn hò, gặp trực tiếp nhiều hơn, dành thời gian với nhau nhiều hơn. Rồi mới nắm tay lần đầu tiên. Có những cái cảm xúc. Ủa tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 11 ạ, à. Quen nhau 14-15 năm ạ. Rồi bao lâu mới cưới? Dạ 8 tháng. 8 tháng. Là con đâu có quay về Mỹ lại nữa không? Dạ không. Về luôn là chắc là cũng vì ông này nè đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Nhưng mà trong cái 8 tháng mà mình va chạm cụ thể trực tiếp với nhau như vậy thì có nảy sinh những cái tính cách mà không phù hợp không? Có một cái bức tường mà phải vượt qua là tại vì nó không có thoải mái. Ảnh cũng không có thoải mái lắm. Về cái là gì? Về mặt cảm xúc mà. Là tại vì dù sao thì cũng 4 năm không có ở cạnh nhau á, cho nên bây giờ phải học cách để mà giải quyết cùng với nhau, rồi học cách để chia sẻ với nhau mà không phải chia sẻ dạng nói chuyện nữa mà là gặp trực tiếp ngồi nói chuyện với nhau. Ảnh nói cho ảnh thời gian. Con á thì con về vì ảnh mà, cho nên con cũng không biết là bước tiếp theo như thế nào, thì cái cảm giác đó nó hơi khó chịu. Nhưng mà đến 4 tháng sau là ảnh cầu hôn. Dạ. Và cái bức tường đó chắc tôi nghĩ là nó cái bức tường đó là đâu vỡ trước đó. Bao nhiêu lâu thì đập được cái bức tường đó? Dựng tháng. Khoảng 2 tháng. Lấy nhau xong về là có con liền không? Hay là đi chơi bời đá đời rồi mới có con? Dạ, 3 tháng sau thì là mới bắt đầu có nghĩ tới việc có em bé.
Và cũng là thời điểm khởi nghiệp lần đầu tiên luôn. Thì cái khó của con hồi mới bắt đầu kết hôn đó là vừa làm quen với chồng, lại bắt đầu có bầu. Xong rồi vừa là khởi nghiệp và ra những cái quyết định rất là sai, cho nên mất tiền hết sạch luôn, mất tiền phải 3-4 tỷ bạc, là mất sạch tất cả những gì mình có. Thì dẫn tới đó là mất 7 năm sau thì con phải làm để trả lại cho những gì mình đã ra cái quyết định sai tại thời điểm đó. Hai vợ chồng cùng làm giống như là 7 năm giống để mà kiếm lại 3-4 tỷ đó, để sửa sai đi trả nợ đó, đúng không? À, thì mình sẽ cố gắng để duy trì cái việc đó. Rồi tới năm 2018 thì mới lập ra cái công ty khởi nghiệp thứ ba. Coi như là cái trùm sò nó đã cứu lại tất cả mọi thứ. Dạ. Đúng không? Trùm sò. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia đi chị Mộc Hoa. Quyên ơi, nhìn thấy Thịnh nha, một người rất là lịch thiệp nha, rất là điềm đạm. Thế mà không biết là anh ấy có những cái tật xấu đáng yêu nào. Ảnh chắc là cái tật xấu của ảnh thì không có thích gặp những người ảnh không thích. Thật sự cái đó là bình thường, nhưng mà nó không có bình thường trong cái việc mà kinh doanh hay khởi nghiệp. Dạ. Cho nên ảnh sẽ không làm những việc mà ảnh không thích và không gặp những người ảnh không thích. Ví dụ như gặp cái khách hàng đi, hoặc là đi một cái hội nghị vân vân, thì ảnh sẽ nói thôi em đi, anh trông con. Thì cái đó con cũng không thoải mái, nhưng mà con sẽ phải làm những gì mà ảnh không chịu làm. Đúng rồi. Sao nữa nè, còn tật gì nữa nè? Ảnh nóng tính, với lại ảnh hay dễ bỏ cuộc hơn. So với lại hai người thì ảnh sẽ nóng tính hơn nhiều. Bây giờ con mong muốn Thịnh thay đổi điều gì? Anh vẫn còn 63 năm nữa để ảnh khắc phục, cho nên thật sự là tại thời điểm này là ảnh hoàn hảo rồi. Còn những cái năm tới thì ảnh bớt nóng, mà con nhắc mỗi ngày. Và ảnh đã cố gắng để bước ra khỏi cái vùng thoải mái của ảnh, cũng đang cố rồi ạ. Ok. Thế còn Thịnh nè, tật xấu của cô ấy là như thế nào? Nãy giờ thấy cô ấy có vẻ như không có gì nữa là tật xấu hết trơn, đúng không Thịnh? Cái tính của em thì em mà không thích ai thì em không gặp. Nên là vợ em thì cứ hay dùi em đó là thôi anh cứ đi rồi anh đi gặp đi, chứ em phụ nữ sao em đi gặp, rồi con cái rồi ai lo rồi đó. Thì cứ lặp tới lặp lại. Em thì em lại không thích cái cách đó. Ví dụ như em nói là em không thích, là khi không thích đừng có hỏi lý do tại sao anh không thích và tại sao anh không làm. Mà vợ em thì phải cố gắng để giải quyết cái vấn đề đó. Tới giờ vẫn vậy, đúng không? Tới giờ vẫn vậy. Một cái thứ hai nữa là vợ của em á, là có những cái mà sai thì mình phải chấp nhận là mình sai. Không chịu. Không chịu. Tại cái thời điểm đó là không có chấp nhận là mình sai. Luôn tìm cách cái gì đó để hợp thức hóa. Biện bạo là mình đúng. Em vừa nói đó, vợ em rất là thông minh. Thì đó là cái thông minh. Thì với em thì chỉ có... Có ghen không? Có ghen không? Không, vợ em không có ghen. Mà em thì đôi khi em sẽ ghen một tí với vợ của em. Tại vợ em thì thỉnh thoảng cũng đi gặp. Rồi cũng gặp người này người kia, tại vì trong giới làm ăn mà. Đó, thì đôi lúc thì cũng có một tí xíu ghen, nhưng mà đó là lâu rồi, xa xưa rồi. Mà bây giờ thì cứ thoải mái. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Chỉ có mong muốn cái mà mình sai thì mình chấp nhận là mình sai, rồi mình sửa. Cái đó là cái mà em mong muốn thôi. Em biết em nhiều khuyết điểm lắm ạ. Em mới làm mất chiếc nhẫn anh tặng. Em hay quên. Anh mới tặng có một tuần à. Cho nên anh tự nhiên là mất rồi. Với lại đôi khi bận quá cho nên cũng để con chơi điện thoại hơi nhiều. Thì cho nên em biết đó là em nhiều khuyết điểm lắm mà. Chị thấy gì nè, tụi em là đang là rơi vào trường hợp gì biết không? Hai người giỏi ở chung một nhà đó. Thực sự em không biết đâu, hai người mà cùng giỏi ở chung một nhà để mà hòa thuận được với nhau, để mà có thể song hành được với nhau á, là một điều rất là khó. Khó mà phải từ cả hai người đều phải hiểu được cái điều đó và để nhịn những lúc nào đáng nhịn. Cái đó là chị nói thiệt. Nhưng mà rất may là vợ em là cũng thuộc tiếp người gọi là biết mềm á, biết mềm dẻo đúng lúc á, để có thể chế ngự được em. Đúng chứ rồi. Em là tánh em cũng nóng lắm. Nhưng là cảm ơn các bạn. Các bạn vừa kể cho anh và chị Vân nghe một cái chuyện tình rất là đẹp, và các bạn sinh ra là để cho nhau. Và anh chỉ mong rằng là trong cuộc sống hai bạn sẽ càng yêu nhau hơn và có thật nhiều sức khỏe và cùng phát triển thương hiệu, mà cái thương chùm hiệu chùm sò này lên một cái hàng top luôn nha. Xin cảm ơn. Người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chị anh kia chưa có vợ à?
Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm, chưa có gia đình. Dạ em chưa, chưa có người yêu. Vâng, chưa luôn. Vì bây giờ bọn em là thứ nhưng lại ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Em nhiệt tình hơn, em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ ông này đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không một lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Xin chào ồ thế em cầm cái gì cầm trên tay cơ. Dạ vâng, hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá hả? Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc ạ. Đây là cái mô biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng, hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng, thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hiểu rồi. Em xin cảm ơn chị. Xin rồi, chị đại diện chị nhận đi. Rồi, em xin rồi, chị cảm ơn em. Chào chị. Cảm ơn ạ. Cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân. Hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Anh Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả, em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong gọi là có tư liệu về cái nhân vật này thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Dạ em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn
và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó, thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Rồi sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường ạ, mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy là 10 ngày tức là mà nhau. Cái 10 ngày đó nó lại có những, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó, nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em thì nó lại rất thuận lợi, vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba, là chỉ có gặp nói mà nói thôi, đúng không? Tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ, chào và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là nó sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm, mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy thì anh ấy bảo là này anh hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy hả? Vâng em. Không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng lại lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sai đó. Có không em? Sao lại vợ em lại nó sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng rồi. Đúng không? Mà thể bảo vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm được cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai, nghĩa là anh đã từng có người yêu, hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý, chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó, nghe em bảo là anh có bạn gái thì anh đã lấy đâu. Thế em bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Em bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh ba phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi, còn nếu anh không lấy thì anh của anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác, vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài, làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư, tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui, còn nếu không thì thôi quay lấy em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Đúng rồi. Là em lại về, xong cái chuyến lên bờ xong là thời gian là đi qua bờ. Xong em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Không dẫn về trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về, và em mới biết nhà ông to, ủa to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu? Em mà biết thế em còn tấn công sớm hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á, rồi vận may nó sẽ đến, đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Các cụ đã thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em,
em mẹ em bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn đi vợ còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa vào mấy tuổi? Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Nếu em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn á, là 32 tháng, đang học mẫu lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà. Và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Hai con gái. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì thực ra em cứ mọi người cũng thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, thế nên không phát hiện ra điều này. Ôi ngáy to kinh khủng. Mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Chứ nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. Cũng may là em mặc dù kiên định nhưng nếu mà có nhỡ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say goodbye. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Có thật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm, người rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng ạ. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em nhiệt tình hơn. Em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ ông này đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đó. Nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái có cái mới sinh á là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau. Thì tất nhiên là cũng có cái kéo em đi. Thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. Chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? Không, em cũng không, em không định nghĩa giống anh mà nhiều khi nó phải định nghĩa không ngang nắp đúng không? Dạ, vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. Trường phái trừu tượng đấy là đấy chị thấy ông, không? Ông phải ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu vợ ông vẫn phải nói lòng vòng suốt ngày. Ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế, sao quần áo cứ vứt ra đây thế, con cái nó lớn rồi thì nó học theo con gái mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến lắm, thế là sau này là con gái học theo là tôi chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp ba lần á đúng không? Rồi nấu nướng nấu ăn thì sao, vào bếp khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu của em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nấu cho một bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy. Của gia đình ngon, nóng, sốt. Rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt, và cũng như là
để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy. Không có gì cả. Cô nghe không cô like. Cô nghe không cô like. Về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Làm hơi ỉ lại một tí là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thì Quân có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Em xin phép hãy chị xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là bờ vai hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, vợ đứng lên đi nào. Thực sự là em rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo cũng phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn. Thì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Dạ, em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn đâu nhờ, cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sửa. Rồi. Em sẽ sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé. Thì mẹ con mình thấy biến nữa, mẹ con yếu lắm. Mọi sinh hoạt của con này nhờ thằng em Út hết trơn á. Rồi em Út con nó vừa ẵm con đi tắm. Giờ thay đồ cho con thì con cứ nghĩ con bộ hoàng ở đây thấy nó cười cười à. Hồi nhỏ đó mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu à. Là ngộ lắm rồi nha. Ủa gì cái lúc giận thì đâu thể nào mà anh ẩm tôi lên xe. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Wow, rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Đúng rồi, chưa gì đã thấy ông chồng này rất là gọi là ngưỡng mộ ông chồng nha. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quân Thận. Con tên Nguyễn Minh Trí, năm nay con 29 tuổi, đến từ Long An. Công việc của Trí là gì? Dạ, hiện tại thì con đang làm trang trí nội thất. Rồi, mời bà xã của Trí giới thiệu về mình. Dạ, con chào thần tượng của con là cô Hồng Vân, là chú Quân Thận. Con tên là Ngọc Diễm. Ngọc Diễm. Con cũng đến từ Long An. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 33 rồi. 33. Hiện tại giờ là hai chồng đang ở Long Thành, Đồng Nai á. Như vậy là hai đứa gặp nhau ở đâu? Dạ thì lúc đó thì con đi làm thiện nguyện. Xong rồi bé mới là Diễm là mới lên đài để giao lưu kết bạn, là bé có một cái nhóm sinh hoạt về người khuyết tật á. Rồi tụi con cũng là người làm thiện nguyện nên muốn tìm hiểu về cái nhóm của vợ như thế nào để giúp đỡ mọi người trong đó được cái phần nào thì giúp. Con ở nhà rồi cái thiêu tranh rồi cái buồn rồi cứ nghe đài suốt à. Con hay bỏ số á. Thì kết bạn làm quen với mấy bạn thôi. Nhưng mà chỉ quen qua điện thoại chứ không có gặp mặt. Diễm là con bị như vậy là một cái sự cố về bệnh hay là do từ hồi mới sanh ra mình đã như vậy rồi? Con mới sanh là con đã bị rồi. Tại vì lúc mà con sanh ở nhà giường chứ con không có sanh ở bệnh viện. Xong rồi cái người của con là con không có bị suy dinh dưỡng. Không có ngồi được luôn, xong rồi cái mẹ mới đưa đi điều trị. Nhưng mà điều trị cũng không được, tưới ngồi cũng không được luôn. Rồi cái mẹ mới tập ngồi từ từ. Thì lúc đó thì ngồi được. Rồi bò ở dưới đất á. Rồi mẹ chăm sóc, rồi ở nhà suốt cái mẹ không có đi đâu hết trơn á. Ở xóm không có quen bạn nào hết trơn. Có nghĩa là mình sanh ra mình giống như mình bị bẩm sinh rồi á, đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè,
Con nói cái lúc mà con gặp Diễm đầu tiên, lúc lần đầu tiên con gặp Diễm thì sao? Có ấn tượng gì về cô gái này không? Nói chung là lúc đầu cũng chưa ấn tượng chứ. Chỉ muốn là tìm hiểu về công việc thôi. Tại vì con á là có nguyên một nhóm thiện nguyện để giúp đỡ những người khuyết tật á. Là lúc gặp cô này á là quê thì con... Trong trường hợp nào đó con kể con coi. Con quê Long An thì tới mùa nước nổi thì có cana chín. Xong rồi con mới đi hái cana. Tụi thì nói thèm là cana. Là do con kêu á. Thêm bà chị kết nghĩa nữa, nói là thèm cana. Xong con đi hái cana. Xong hẹn là sinh nhật nhóm của vợ con á là để con lên gặp. Xong con lên trước một ngày là chạy ngang nhà cô này luôn nhưng mà không biết nhà. Bữa đó đi thì hái cana xong cái bắt đầu trời mưa mà lỡ hẹn rồi là 8 giờ đêm là con bắt đầu chạy lên cầu vượt Củ Chi. Tới cầu vượt Củ Chi là 10 giờ mấy, 11 giờ trời vẫn mưa. Ôi. Xong con vô mướn phòng con nghỉ lại một đêm. Là sáng ngày thì đây vợ con đi với mấy chị rồi lên nhóm. Thì hẹn nhau rồi ra cầu vượt Củ Chi. Xong rồi con đi tới cầu vượt Củ Chi con đứng cũng trời mưa. Trời ơi. Trời mưa tầm tã luôn. Sao trời xúc động quá. Trời xúc động đó. Trời thử thách chứ không xúc động không. Vợ con với mấy chị á ngồi trên xe 7 chỗ mới chạy ngang qua con luôn. Chạy tới cầu Phú Cường luôn. Xong cái nói giờ em chạy lại cầu Phú Cường đi rồi chị ở đây chị đợi chị đón. Mà dầm mưa chạy luôn là lúc đó chỉ bận cái áo khoác thôi. Cao phát dầm mưa chạy luôn. Rồi bây giờ là cái cô muốn rất là muốn biết cái cảm xúc của con khi mà con gặp bé Diễm ở ngoài đời như thế nào. Con gặp thì nói chung con thấy con mến mến, con thương. Tại vì khi mà gặp á rất là nhiều người khuyết tật. Có những anh chị còn nặng hơn vợ con. Nhưng mà riêng cô này là có một cái cảm tình gì đó. Có một cái cảm tình đặc biệt. Hơi đặc biệt xíu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới Diễm. Tới Diễm đó đúng rồi. Diễm lần đầu tiên nhìn thấy bạn này trước mặt mình thì lúc đó như thế nào? Thấy bạn không, sao? Có dễ thương, có đẹp trai không? Không, con gặp đầu tiên á là qua hình ảnh. Trời ơi, thấy hình đã xấu, ngoài đời còn xấu nữa. Xấu giả mang luôn. Lúc đó thì ảnh đang bị bệnh hay sao á. À, nói là anh ăn chay chứ không có chất nữa nên cái đầu anh thục lắm. Dạ mà con ăn chay 22 năm đúng. Trời, nó ăn chay 22 năm. Nó con được nhiêu tuổi mà con ăn chay 22 năm? Cái lúc mà con gặp vợ con là con xuống núi luôn. 24 tuổi. 24 tuổi mà nó ăn chay 22 năm là từ 2 tuổi đã ăn chay rồi. Đúng rồi, tại con ăn chay theo. Ủa là bây giờ là con vẫn ăn chay hay Trí? Không, giờ con ăn mặn. Xuống núi từ khi gặp con. Ủa mà con bị rụng tóc hay sao Trí? Con bị rụng tóc. Lúc đó con bị rụng tóc nhiều lắm. Con cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bây giờ so với hồi đó thì bây giờ đẹp không? Bây giờ ngon. Bây giờ con tốt đúng không? Dạ, con tốt cậu đúng không? Nhờ con hết trơn đúng không? Dạ. Mà lúc đó thì con kêu hắn là chú Tiểu thôi. Cứ bắt phải kêu bằng chị, không được kêu em luôn. Rồi vậy thì thôi, bây giờ nè, cái hôm đó là trời thử thách tụi con rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì sao nè, hai đứa yêu nhau như thế nào? Ba mẹ hai bên có đồng ý không? Không, không. Ba mẹ bên nào? Bên con không đồng ý. Bên con không đồng ý, bên con cũng không đồng ý luôn, lý do? Tại bên con thì nhà chỉ có mình con trai. Còn hai đứa em gái là ngại vấn đề của vợ, đúng không? Ba mẹ con thì trước đây cũng có một cái anh cũng đến chơi rồi cũng nói chuyện. Nhưng mà chưa có chính thức thì ba mẹ con nói là nếu mà ai đó thương thì cũng phải nói gia đình qua nói chuyện. Thì ba nói vậy nhưng mà anh này anh tới. Nói chung là ở luôn bên nhà con luôn, không có chịu về. Là ổng có nghĩa là sao? Cái buổi gặp mặt đó là ổng qua nhà con ổng ở. Dạ, qua nhà con ở một tuần mà đuổi không có về. Đuổi không xong về rồi mà. Cái đi về bên nhà đuổi xong một tuần đi về rồi xong rồi cái xách túi đi làm hộ trên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn làm rồi xong cái tuần nào cũng về hết trơn á. Tuần nào cũng về xong rồi cái mẹ con mới thấy vậy á. Mẹ cứ thấy trời ơi mà cứ đi tối ngày vậy. Nếu mà con thực tình con thương Diễm á thì con về con nói với gia đình đi, con đang nói với bố đi. Thì con đang nói với bố thì bố cũng có nói là thôi giờ con về con nói với bà mẹ bước qua đi. Con gái bố có xấu xí gì nữa cũng phải gọi gàng. Thế xong anh về anh cũng nói với mẹ, anh đưa hình cho mẹ nhưng mà mẹ không đồng ý. Rồi anh cũng thuyết phục mà thuyết phục không được, bố con cũng không chịu luôn. Mẹ con biết sao thì thôi, hai đứa tự quyết định. Mẹ nói thôi à, cứ đi tới lưu bài á, lỡ như có chuyện gì á thì người ta sẽ dị nghị. Thì thôi giờ hai đứa đang kết hôn đi.
Đi đăng ký kết hôn đó. Cái xong cái anh mới gọi cho cậu của ảnh, cậu mới làm cho cái tờ giấy độc thân. Anh cầm cái tờ giấy độc thân nữa qua bên con để đăng ký. Là hai đứa đi đăng ký kết hôn. Dạ. Rồi lúc mà lên đăng ký cái giấy kết hôn con ký tên á, cái cảm xúc của con như thế nào? Con không tin được. Thật sự luôn con không tin. Tại vì ở nhà con thì chỉ có anh trai không à, thì mẹ con mình thấy biến nữa, mẹ con yếu lắm, mọi sinh hoạt của con này nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm, giờ thay đồ cho con thì con cứ nghĩ con bụng con khóc hoàng ở đây. Giờ nếu mà có ai nó thương chấp nhận mình á thì có khổ có khỏi nào mình cũng không có sợ, tại vì mình không muốn làm cái nặng cho mẹ. Với thằng em nó cũng lớn rồi thì con kiểu như con đánh liều luôn á. Thì anh này là một cái phao để cứu con, điểm thừa cho con. Thì trước khi vô chỗ mà ký giấy này kia con suy nghĩ nhiều lắm. Con cứ bắt ảnh cứ đầu hẳn 5 phút cái con hỏi anh chắc chứ chưa, cứ con hỏi hoài vậy á. Thế nó là anh đã xác định rồi thì đường này anh cũng lấy trơn á. Còn con thì sao con? Cái con tức là vì một lý do gì mà con bất chấp chuyện gia đình không cho con, ngăn cản con rồi gia đình bên Diễm mà con vẫn đến với Diễm? Nói chung là tại lúc đó con thương Diễm mà nhiều quá. Là con thương con người của Diễm hay là dạ, thương hoàn cảnh thương của Diễm? Thương ở một cái tánh tình. Tức là trong những lần mà nói chuyện với nhau và dạ, tìm hiểu nhau. Tại vì cậu nó bị khuyết tật vậy, nhưng mà chị cậu còn đi giúp đỡ những người khác, không chỉ là con bình thường vậy. Rồi trời sau khi ơi, tụi con đăng ký kết hôn thì là gia đình hai bên có được tụi con thuyết phục không? Dạ. Là có đám cưới không? Dạ, dạ cũng không. Tới bây giờ luôn hả hay sao? Tới bây giờ thì mẹ con chấp nhận rồi. Tại vì lý do là ngoại con á là con, chấp nhận. Con nhớ hoài cái câu nói của bà ngoại chồng à. Nếu mà mẹ con đồng ý là có chết nữa mẹ ngoại cũng không nhìn mặt mẹ con đâu. Giờ mẹ già rồi, giờ có sao ngoại chịu vậy? Ủa cho tới bây giờ tụi con vẫn chưa có đám cưới? Dạ có rồi. Có một cái có đám rồi, cưới mà dạ, là con đám cưới tập thể 2019. Dạ vui lắm. Đám con thể tham gia một cái đám cưới tập thể kết đây cũng mà. Nghĩa là con tham gia cái đám cưới đó là ngày 12 tháng 8 năm 2019. Là ở Long An hay là dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh dạ, dạ. Nhóm con được khoảng tầm như 7-8 cặp. Trời ơi là nhiều đó nghe. Dạ. Được thải thở hết tất cả. Rồi bây giờ ngày đó vui quá rồi. Bây giờ buổi tối có vui không? Dạ không. Dạ không. Ủa sao vậy? Tối là cái đêm mà ta chờ đợi nhất đúng không Trí? Là ý em hỏi đêm gì? Đêm tân hôn á chị. Về mệt phải... quá là không nổi chú ơi. Tại vì bữa đó là đi nguyên cả ngày. Nhưng mà luôn, là tụi con vẫn ở Sài Gòn hay là dạ, cưới xong về Long An? Không, cưới xong tụi con về Long Thành. Là tối là Mạnh An nấy ngủ. Dạ, mà nay đi chưa có đêm tân hôn không? Dạ. Đủ lâu em... lâu mới có đêm tân hôn nè. Rồi đêm tân hôn có cái gì đặc biệt không nè? Mắc cỡ. Mắc cỡ. Thấy nó cười cười. Thấy nó cười cười. Tại hồi nhỏ đó mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu. Là ngộ lắm rồi nha. Ngộ lắm rồi nha. Nhưng mà sau đêm đó rồi sao? Dạ cũng mẹ mẹ nhưng không dám nhìn mặt. Tôi cũng vẫn nói chuyện cũng mấy bình thường nhưng mà không có nhìn thẳng. Mà người mới cứ nhìn rồi bao lâu thì mới bình thường mọi thứ? Dạ khoảng tầm ngày à. Dạ khoảng tầm ngày à. Để con mau quên. Lâu quá luôn. Lâu quá. Là lúc đó là 2019. Dạ. Là bây giờ là tụi con là đã được 3 năm. Thôi giờ quay đến cái phần phần hấp dẫn nhất mà chắc con cũng chờ đợi đúng không? Dịch mặt. Đó, thôi để Diễm nói nè. Tật xấu của bạn ấy là cái gì nè? Dạ ngủ. Quá ngủ hả? Không, thức khuya, thức cỡ nào với ăn. Khuya làm gì? Ăn. Con biết nó có thức khuya, cứ bấm điện thoại, lướt hết trang này tới trang kia. Có thức có khi nào mà làm mệt cỡ nào cũng không chịu ngủ. Có thức cứ bấm điện thoại đó 1-2 giờ sáng, khi tới 3-4 giờ sáng cái ngủ. Ngủ đúng tới giờ mà con gọi là cái đó là giờ ngọ hay là giờ gì con không biết nữa. Mà đúng 12 giờ mới chịu dậy. Con kêu mới dậy, con không kêu thôi. Trời, có nghĩa là vậy? Sáng sớm là cho con ngồi dậy. Cứ ẵm con lên xe xong. Rồi con muốn đi đâu, con làm gì, con đi
đi bán cái số, xong rồi con đi chợ đi lặt rau không làm gì không biết. Tại xong anh phòng chợ thì có mấy đứa nhỏ thì con có thể nhờ được. Cái kêu anh không chịu dạy, nhưng mà đúng đó giờ đó thì dạy. Dạy xong rồi nấu cơm, nấu nước, rồi đi tắm vợ xong rồi mới đi làm. Có như làm mê ngủ. Một cái tật xấu là ngủ quá ngủ đúng không? Dạ. Rồi tật gì nữa? Không chịu ăn. Làm biết ăn. Dạ, chú có thể bây giờ từ khuya, từ giờ bắt đầu anh đi ngủ cho tới 3 giờ chiều, 4 giờ tối, 8 giờ anh không ăn. Sao chỉ nó không lây cái bệnh nó qua cho tôi ta? Nó nghe là miếng ăn nè. Con ơi, con là bây giờ là con còn phải có một cái nhiệm vụ với vợ con nữa là chăm sóc vợ mình. Dạ. À, mình phải ăn, mình mới có đủ sức thì mình mới ẩm bả được, đúng không? Dạ. Còn không ăn là sức đâu mà ẩm bả. Là ngược lại thì tầm tối, khoảng tầm 7 giờ tối là ăn dữ lắm. Nhưng ăn có nhậu không? Luôn. Nhậu dữ lắm. Nhậu với ai? Nhậu với bạn bè, nói chung là nhậu gì đam mê. Mà nhậu gần nhà hay là nhậu xa nhà, bỏ vợ nhà của mình? Cũng có nhưng mà ít khi đó. Nghĩa là cũng có đôi khi mà vui quá đà với bạn á thì có khi bỏ vợ nhà tới 1-2 giờ sáng thì cũng có. Nhưng mà cũng ít. Nhưng mà giờ trong tất cả những cái tật xấu của chồng con mong chồng con thay đổi cái gì nhất? Bớt nhậu. Bớt nhậu. Là bớt nhậu đúng không? Có sự đam mê đúng xì tin ghê lắm. Nhưng mà giờ con cai được xì tin rồi. Thôi hay quá. Tại vì con đã thu gom hết tài chính rồi không còn tiền. Tài chính là con đã nắm trong tay rồi. Dạ, tại vì con có quy định. Có nghĩa là đi làm về tiền của vợ là của vợ. Và cái gì của chồng là của vợ. Là của vợ. Con ghê luôn. Giờ chồng đi tới chồng đi. Vợ con. Cái tật xấu của con vợ con lớn nhất luôn. Tối con ngủ không được là mang vú con. Cái đó cưng mà, cái đó cưng mà. Không nhậu cũng không ngủ được đúng không? Không có chịu. Mà nó làm người ta thì được nhưng mà con nó không cho mình làm nó. Mà nó làm mình được. Gì mà bất công vậy? Vậy đó con bất công, chỗ đó mà con phải làm cho bằng được. Mà còn tật xấu gì nữa không? Không, chỉ nhiều đó à. Cái tật nó dễ thương mà. Hồi nhột lắm. Nhưng mà tính Diễm á, có dễ xúc động không? Hay khóc nhẹ không? Có dễ tự ái không? Hay giận. Hay giận. Mỗi lần giận là như thế nào? Giận xong cái là khóc cái là bỏ đi ra ngoài đường. Chừng nào hết về. Leo lên xe hả sao? Không, xe thì con ẩm lên xe mới được. Ủa gì cái lúc giận thì đâu thể nào mà anh ẩm tôi lên xe tôi không, đi ra được. Con lựa lúc giận, có nghĩa là con lên xe con mới giận. Còn dưới giường thì con khóc tính. Xong rồi con ngồi. Trời chứ sao con ta phải tính chứ. Trước khi giận là anh ẩm xe luôn ta. Trước khi mà kiếm chuyện á, trước khi kiếm chuyện trước khi kiếm chuyện anh ẩm tôi lên xe đi. Rồi ngồi xe rồi mới kiếm chuyện. Đúng rồi, con ngồi xe con chuẩn bị tư thế à. Con dùng bóp rồi nghe đó con thu gom tài sản xong rồi con mới nhận con đi. Cất hết tài sản trong túi xong rồi trời. Bắt đầu mới gây. Rồi sao nó tính ghê trời. Thì ta phải tính chứ. Trời ơi đúng không, trong cái khó đó. Vậy là có tiền đó là hiểu ta. Còn mày đâu mà đi lắm rồi. Đừng ngẫm lên xe. Đó, nó giận lại nè. Tại vì ở phòng đó đó, đồng minh của vợ con đông lắm. Ủa vậy hả? Chống không lại. Bây giờ con có mong vợ con thay đổi gì không? Nói chung là đừng mang vú để con ngủ là được rồi. Nó mong đừng mang vú nó kìa. Đêm nay ha, mang vậy cho gì? Mình không chết. Thay đổi đâu. Đây là một câu chuyện có thật thưa quý vị. Chứ đây là một câu chuyện cổ tích. Thật ra hồi nãy khi mà con nói mà con không tin rằng là con được đăng ký kết hôn với một người đàn ông bình thường như thế này. Thật sự chú rất là xúc động. Và thôi thì bây giờ để kết thúc chương trình thì chú xin chúc phúc cho hai đứa con Diễm và Trí nha. Sẽ thương nhau hoài, yêu nhau mãi và hạnh phúc mãi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Sau vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hay quát lắm. Trông ngay tôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai em. Wow, trên sân khấu hôm nay là con nói nghe, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Chưa, đều là mắt gà như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh chị. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Dạ. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung. Tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. Nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội.
Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ, em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao, thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá, cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu. Và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng vì bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi, hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Thì đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em ngày xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Thì là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi là người yêu ngày đấy đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Thế là sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. An toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần trêu em ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thì coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, chị cũng vậy mà. Lúc thế, còn lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ, đấy chị là gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu. Nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn thì hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng. Chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó. Vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ấy đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt. Càng cấm cản máu em ạ. Đấy tuổi trẻ đấy. Thế đúng rồi. Máu lắm hả chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao
để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé mà. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Ừ, khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên giời. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thực ra vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Hành nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi thôi. Trên giời làm sao mà gọi thường xuyên cũng được cái chứ. Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Lắm chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn. Bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau. Chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không. Rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ rồi. Là 2022 làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu đó, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến rồi. Cái phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà các chị vợ rất thích. Các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị thích không Chung? Em không. Em không. Anh không hề thích. Tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm. Thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể ra thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Thế nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiềm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là chơi là cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Tật xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quát lắm. Trông mình hay thôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng,
Mà nhiều khi cô biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Ở lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Nhưng mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn muộn, 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi, không chơi đâu. Thế vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là chơi game. Mặc định luôn, cứ cầm máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá càm ràm nè. Hay quát cả quát. Chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Stress đấy. Hay quát, nhưng mà thôi, đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi, dắt con đi vào trong phòng trốn đi. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu và thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài. Nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc công kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng, cả con đang ở đâu. Vậy à? Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá, quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Đấy, bây giờ cô vẫn nhớ câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ, còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành, có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều, em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á, nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nhé. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc. Và cái công ty là công ty phải phát triển hơn nữa. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi.